Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 7 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay đây chúng ta có rất nhiều tin tức và thông tin thì muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi. Thì các bạn đã thấy là chúng ta đã nhiều ngày không nói tới tình hình của thị trường tài chính nói chung tại vì có rất nhiều tin tức liên quan đến thị trường crypto. Nhưng mà ngày hôm nay đây Thuận sẽ mở đầu bằng tình hình thị trường tài chính nói chung các bạn. Mà nếu chúng ta nhìn vào những chỉ số của Hoa Kỳ đó, ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là chỉ số S&P 500 và Nasdaq thì có cái sự tăng trưởng khoảng chừng là 0.3 0.4% nhưng mà Dow Jones thì giảm 0.25%. Một điều mà các bạn cũng đã nhớ là chỉ số Dow Jones cách đây khoảng chừng một tuần nó đã đạt cái đỉnh mới rồi. Và chúng ta cũng đã thấy là cách đây 2 ngày thì chỉ số S&P 500 cũng đã đạt cái đỉnh mới các bạn. Nói chung, tuy là 3 tuần đầu tiên của năm 2024 thì chứng khoán Hoa Kỳ đã có cái sự khởi đầu cũng khó khăn nhưng mà chúng ta đã thấy là sau đó đã có một cái đỉnh mới được lập cho chỉ số Dow Jones và S&P 500. Chứng khoán bây giờ vẫn đang rất là tốt. Nhưng mà cái mà các bạn nên hiểu ra là chúng ta đang nói tới là chứng khoán Hoa Kỳ chứ không phải nền kinh tế. Chúng ta đã thấy rất nhiều lần là thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và nền kinh tế đó nó không có đi song song với nhau. Chúng ta cũng đã từng nói đến những cái thời điểm như là đại dịch xảy ra các bạn. Lúc đó chúng ta thấy được là chứng khoán nó thì liên tục đạt đỉnh mới, trong khi mà nền kinh tế rất là ảm đạm thời điểm đó. Và bây giờ cũng vậy các bạn, chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường của Hoa Kỳ bây giờ đang rất là tốt nhưng mà tình hình kinh tế Hoa Kỳ thì đang rất là chậm lại các bạn. Thì tại sao thì đối với thuận chứng khoán nó luôn sẽ đi trước tình hình kinh tế các bạn tại vì giá cả chứng khoán là phản ảnh cái suy nghĩ của những nhà đầu tư về tương lai của cái công ty đó cho nên lúc nào cũng sẽ có cái sự đi trước hết cho bạn và chúng ta cũng đã từng thấy điều đó xảy ra trong khủng hoảng năm 2008 rồi chúng ta cũng đã nhớ là lúc mà bắt đầu có khủng hoảng tài chính ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là cuối năm 2008 thì lúc đó cơ quan thông tin kinh tế của Hoa Kỳ mới tuyên bố là có khủng hoảng tài chính trong khi mà chứng khoán đã giảm hơn cả năm trước đó rồi cho nên sau khi mà công bố có khủng hoảng tài chính thì các bạn đã thấy là ba tháng sau đó chứng khoán đã đến cái đáy và sau đó hồi phục trở lại trong khi mà nền kinh tế đã cần thêm khoảng chừng 2 năm nữa thì mới bắt đầu học phục trở lại các bạn và chúng ta cũng đang chứng kiến một cái tương tự như vậy. Các bạn cũng đang nhớ là năm 2022 đó chứng khoán Hoa Kỳ rơi rất là tơi tả các bạn. Mặc dù lúc đó nền kinh tế vẫn chưa coi như là chậm lại. Chúng ta thấy được lúc đó nó thì Fed vẫn luôn tăng lãi suất để có thể làm cho nền kinh tế chậm lại và hầu như không có kết quả. Chúng ta thấy được bao nhiêu đợt tăng lãi suất của năm đó chúng ta vẫn thấy là chi tiêu rất là cao thì bây giờ chúng ta lại thấy cái hiện tượng nền kinh tế chậm lại nhưng mà chứng khoán Hoa Kỳ đã lại đạt đỉnh mới hầu như mọi thứ nó lại lặp lại các bạn và tại sao chúng ta lại quan tâm đến những chỉ số này thì chúng ta cũng nên hiểu là tất cả cái này nó sẽ ảnh hưởng tới một quyết định đó chính là quyết định lãi suất của Fed các bạn và cái ngày kế tiếp mà họ sẽ ra quyết định lãi suất đó chính là còn 7 ngày nữa các bạn một tuần nữa sẽ là cuộc họp đầu tiên của fed trong năm nay và đương nhiên lãi suất của fed ảnh hưởng tới dòng tiền đi vào tất cả tài sản và chúng ta có thể nhìn thấy được ở trên màn hình thì ngay bây giờ cuộc họp đầu năm nay đó thì hầu như không ai nghĩ là Fed sẽ tăng lãi suất hết và cũng có rất ít người nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất các bạn. Lãi suất bây giờ là 5.25 tới 5.5 như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì bây giờ đó gần 98% nghĩ là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất và thường cũng nghĩ như vậy các bạn. Không có lý do gì mà họ giảm đầu năm nay và cũng không có lý do gì mà họ phải tăng lãi suất hết. Trong khi mọi thứ bây giờ đó vẫn tiến triển theo cái ý muốn của Fed các bạn chỉ là không nhanh như là Fed nghĩ nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy được là phần trăm lạm phát vẫn giảm xuống. Và chúng ta có thể nhìn thấy một điều nữa là thị trường chứng khoán đó, trước đây nghĩ là chúng ta sẽ có cái đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3 của năm nay nhưng mà trong vòng hai tuần qua đó, thì mọi thứ đã thay đổi rồi các bạn chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình này, cái tập cũng đơn giản thôi cái ngày ở bên tay trái này là những cái ngày mà fed sẽ họp năm nay các bạn và chúng ta nhìn thấy được là giống như lấy ví dụ đi là cuộc họp vào tuần tới ngày 31 tháng 1 của năm nay chúng ta nhìn thấy bên trên này đó là có những con số nó đại diện cho cái phần trăm lãi suất của Fed thì chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm là từ 5.25 tới 5.5% lãi suất có nghĩa là cái mức hiện bây giờ của Fed đó chúng ta vừa nói tới thì hiện bây giờ dựa theo tài liệu này 97.4% nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn và chúng ta nhìn thấy được là cuộc họp vào tháng 3 đó trước đây con số mà Fed sẽ giảm lãi suất đó, nó rất là cao nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái phần giữ nguyên lãi suất nó lại cao hơn có nghĩa là gì các bạn nghĩa là trong hai tuần qua thì cái kỳ vọng của thị trường chứng khoán đã thay đổi họ bây giờ nghĩ là cái đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sẽ xảy ra vào tháng năm các bạn cuộc họp thứ ba của năm nay chúng ta có 52.9% nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất là 0.25% và cái này thì nó gần giống như là cái kỳ vọng của Fed hơn các bạn đã biết là chủ tịch John Powell đã nói là trong năm nay đó nếu như mà giảm lãi suất thì có thể là phải chờ đến mùa hè các bạn thì có thể là đâu đó tháng 5 tháng 6 năm nay mới giảm lãi suất nhưng mà kỳ vọng của Fed là có thể giảm lãi suất 3 lần trong năm nay kỳ vọng của thị trường chứng khoán là giảm tới 6 lần lên các bạn không biết là cuối cùng sẽ giảm bao nhiêu nhưng mà thuận vẫn có lòng tin là năm nay sẽ có một cái đợt giảm lãi suất tại vì chúng ta cũng vừa nói đến cái tình trạng bây giờ là làm thuận nhớ đến năm 2008 các bạn lúc đó đã thuận vừa mới ra trường và đi làm cho công ty chứng khoán thôi thì nên nó không có giống hoàn toàn tại vì cái phần chấp thất nghiệp bây giờ vẫn còn thấp nhưng mà cái mà thường muốn nói đến là chúng ta cứ nghĩ là cách đây khoảng hơn một năm thì chứng khoán rất là tơi tả bây giờ đã đạt đỉnh mới thì nếu như mà chúng ta cứ nghĩ là chứng khoán giống như trước đây đó là một cái gọi là đi trước tình hình kinh tế thì có khả năng là kinh tế sẽ đi vào cái dùng rất là khó khăn và Fed phải nghĩ đến việc là giảm lãi suất các bạn tại vì cũng như là tăng lãi suất khi mà Fed ra quyết định liên quan tới lãi suất nó không có ảnh hưởng như lập tức họ phải tăng lãi suất cả năm trời thì mới ảnh hưởng đến cái phần trăm lạm phát và cũng ngược lại các bạn họ phải giảm lãi suất có thể là cũng nửa năm hay tới một năm thì mới bắt đầu là thấm vào trong thị trường cho nên đó là điều mà Thuận muốn chia sẻ đây với các bạn. Sớm muộn gì thì trong năm nay Thuận nghĩ là Fed cũng phải giảm lãi suất mà thôi. Thêm vào đó nữa chúng ta cũng đã thấy được là tình hình kinh tế khó khăn đó không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ đâu. Có cái thông tin mới đây đó là Trung Quốc đã xem xét để mà có thể đưa ra một gói cứu trợ chứng khoán có thể bao gồm việc là chi tới 2.000 tỷ nhân dân tệ các bạn khoảng chừng 278 tỷ đô la để bơm vào thị trường chứng khoán Trung Quốc. Đối với Thuận đó thì nếu như các bạn là một nhà đầu tư các bạn chỉ quan tâm đến tài chính mà thôi thì có hai nền kinh tế mà các bạn cần phải quan tâm đến tại vì nó có sự ảnh hưởng tới những quốc gia khác các bạn chúng ta đang nói tới nền kinh tế lớn nhất là hoa kỳ nền kinh tế lớn thứ nhì là trung quốc cả hai nền kinh tế này bất cứ một trong hai gặp vấn đề gì thì cũng là một cái chuyện xấu đó các bạn sẽ dẫn đến liên lụy tới nhiều quốc gia cho nên chúng ta không muốn bất cứ một trong hai nền kinh tế này bị vấn đề gì hết đó là điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta có thể nghĩ đến là phép giảm lãi suất trong năm nay tại vì phần trăm lạm phát đã giảm xuống. Cái đó thì cũng đúng các bạn tại vì chúng ta nhìn thấy inflation đã rất rất lâu rồi chúng ta không nhìn vào biểu đồ này. Đây là một cái biểu đồ phần trăm lạm phát nhưng mà từ một công ty tư nhân các bạn, họ thu thập khoảng chừng là 30 nguồn dữ liệu khác nhau và họ tự tính phần trăm lạm phát thì chúng ta cũng có thể thấy cái phần trăm này nó không có tương quan trực tiếp với lại cái phần trăm lạm phát mà được đưa ra bởi chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chúng ta quan tâm đến là cái xu hướng như thế nào. Tại vì chúng ta đã thấy được là cái xu hướng của inflation là một xu hướng mà chúng ta có thể tin cậy được trong vòng hơn một năm qua. Thì chúng ta nhìn thấy inflation vẫn tiếp tục cho thấy là cái phần trăm lạm phát vẫn đang trên con đường giảm xuống. Chúng ta nhìn thấy được đây là cái biểu đồ trong vòng một năm qua. Thì một năm trước inflation cho thấy là phần trăm lạm phát là khoảng 6.35% và đã giảm nhanh chóng xuống tới cái mức là tháng 6 của năm 2023 còn 2.04% các bạn nhưng mà sau đó mùa hè đó đã, đã dẫn đến là lạm phát có, có sự tăng trưởng trở lại nhưng mà gần đây lạm phát một lần nữa giảm xuống các bạn và bây giờ đã giảm xuống dưới 2% bây giờ là 1.87% dựa theo inflation cho phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ thì đương nhiên Fed cũng sẽ dựa vào những cái chỉ số phần trăm lạm phát để mà nói lý do tại sao mà họ nghĩ tới việc giảm lãi suất, nhưng mà sự thật tới năm nay là năm mà có bầu cử tổng thống các bạn sẽ có rất nhiều áp lực liên quan đến chính trị và chúng ta cũng đã vừa nói đến, việc giảm lãi suất không phải là chỉ liên quan đến phần trăm lạm phát nữa mà chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc giảm lãi suất nó cũng có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính nếu như mà họ không giảm sớm. Và chúng ta cũng vừa thấy một cái thông tin update các bạn là ở New Hampshire đó thì cụ tổng thống Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Và đây là một chiến thắng nữa Tại vì các bạn đã nhớ là cái chiến thắng tuần trước đó là ở Iowa Tuần này là New Hampshire Và bây giờ đó thì cựu tổng thống Donald Trump đang trên đường trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử năm nay Các bạn thấy được nghĩa là bây giờ đó khả năng là chúng ta lại sẽ thấy hiệp hai các bạn Giữa tổng thống Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump một lần nữa lại sẽ diễn ra các bạn Nói chung năm nay sẽ một năm mà thường cảm thấy là có nhiều biến động Mà thường đó cái năm mà có bầu cử tổng thống là một cái năm tốt cho thị trường chứng khoán và khả năng năm nay đó thì uh, bên tổng thống Joe Biden họ sẽ làm tất cả những gì có thể để trì hoãn hoặc là ngăn chặn cái việc mà sẽ có khủng hoảng tài chính xảy ra tại vì không ai muốn đứng ra tái ứng cử khi mà có khủng hoảng tài chính thích các bạn mọi người họ sẽ có cái tư tưởng riêng của họ nhưng mà tới cuối cùng thì mọi người họ nghĩ là phần lớn sẽ bỏ phiếu dựa theo túi tiền của họ các bạn khi mà họ bị thất nghiệp thì họ sẽ không thích những người mà đang nắm quyền hiện tại đâu và ngày hôm qua đó cựu tổng thống Donald Trump đã nói là Vivek Ramaswamy đã cho ông biết về những nguy hiểm của CB CBDC như là tiền kỹ thuật số quốc gia và hứa sẽ không bao giờ cho phép phép tạo ra CBDC. Đây là lần thứ hai mà Trump nhấn mạnh về điều này rồi các bạn. Và điều quan trọng hơn đó các bạn thấy là Trump nói là được tư vấn bởi Vivek và chúng ta đã biết là Vivek Ramaswamy là một trong những người mà rất ủng hộ thị trường crypto này cũng giống như là Ron DeSantis các bạn. Cái mà chúng ta quan tâm trên channel này đó chính là tư tưởng của những ứng cử viên liên quan đến crypto như thế nào. Ít ra thì các bạn đã biết là Trump cũng nghe cái tư vấn đến từ Vivek liên quan đến crypto. Ông vẫn chưa có nói rõ là quan điểm của ông hiện ngay bây giờ liên quan đến crypto ra sao. Khi mà còn là tổng thống đó các bạn đã nhớ là lúc đó Trump nói là ông không thích Bitcoin crypto tại vì ông nghĩ đó là một cái gì đó cạnh tranh với đồng đô la. Và với cương vị của tổng thống Hoa Kỳ thì ông sẽ không thích. Nhưng mà ngay sau đó thì các bạn thấy là ông cũng đã có những cái bộ sưu tập NFTs Vợ của ông cũng có bộ sưu tập NFT và bây giờ ông lại nói tới CBDC các bạn và tư vấn từ Vivek. Có rất nhiều tin đồn nói là Vivek sẽ được chọn để mà cùng tổng thống Donald Trump ra ứng cử với chức vụ là phó tổng thống. Nhưng mà cái đó là tin đồn thôi các bạn, chúng ta không biết. Nhưng mà ngay bây giờ lập trường chống đối CBDC là cái lập trường mà nó thiên về những người ủng hộ crypto hơn. Khi nào mà có thêm thông tin, Thùng sẽ chia sẻ với các bạn. Và chúng ta đang chứng kiến các quốc gia nói về crypto, các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ nói về crypto, các nhà lập pháp đang nói về crypto, phố war đang nói về crypto, các công ty công nghệ đang quan tâm đến crypto. Chúng ta thường nói là crypto là tương lai, nhưng mà không đúng nữa các bạn, crypto đã là hiện tại rồi. The future is here các bạn, tương lai đã đến rồi. Và Thuận có suy nghĩ hồi sáng này Trong thế hệ của Thuận thì đã chứng kiến cái sự ra đời và phổ biến của Internet Và trước đây thì người ta cũng nói là Internet là tương lai những năm như là năm 80, 90 Nhưng mà Thuận cố gắng nhớ xem coi là tới thời điểm nào Mà mọi người hầu như đều hiểu không phải là Internet là tương lai Mà Internet đã là hiện tại rồi, mọi người cần phải sử dụng Không sử dụng là không được Thì Thuận nghĩ cái thời điểm mà Thuận biết chắc chắn Internet đã là hiện thực rồi, đó chính là khoảng năm 2002 thì trước đó thường có dùng internet các bạn lúc đó thì mọi người cũng dùng những cái Yahoo chat room các bạn lên đó các bạn uh, chat với người người kia các bạn sử dụng email nhưng mà chủ yếu là chỉ dùng để mà chơi thôi các bạn những công ty cũng không có sử dụng internet nhiều thời điểm đó và nó cũng không có thông dụng như bây giờ đâu các bạn tại vì các bạn gửi video đây cũng không được các bạn gửi tấm hình nhiều khi các bạn phải chờ đợi tới mấy phút đồng hồ tấm hình nó mới load lên và cũng không có ai tin là các bạn có thể scan thông tin rồi gửi trên internet tại vì họ nghĩ cái đó không có an toàn mặc dù là thuận cảm thấy sử dụng máy fax nó còn không an toàn hơn các bạn nhưng mà đó là suy nghĩ của những người thời điểm đó và mãi tới là sau năm 2010 các bạn thường cảm thấy là nhiều người cũng không có tin thương mại điện tử họ nghĩ là sử dụng thẻ tín dụng trên mạng sẽ bị ăn cắp rồi những cái công ty bán trên internet đó, họ lừa đảo không có gửi đồ tới nhà vân vân nhưng mà đối với thuận đó thì năm 2002 chắc là năm mà thuận biết chắc chắn là internet đã là thực tại rồi tại vì lúc đó là thuận đã tốt nghiệp lớp 12 các bạn và lúc đó là thuận đang nộp đơn để mà đi học trường đại học và những cái đơn đó chỉ có thể được nạp thông qua trang web của trường đại học mà thôi giống như là không sử dụng internet là không được các bạn lúc đó thuận đã hiểu được ồ oh, internet đã là hiện tại rồi và đó là cái lúc mà chúng ta thấy là internet bùng nổ có nhiều công ty ra đời sau đó chúng ta thấy được là sau đó chúng ta có google chúng ta có facebook vân vân sau này và mọi người sử dụng internet rộng rãi thì ngay bây giờ tôi cảm thấy là chúng ta đã gần đến thời điểm đó các bạn cái thời điểm mà mọi người thực sự đã hiểu được crypto không phải là tương lai mà crypto đã là hiện thực rồi đó là cái thời điểm mà nó sẽ có sự thay đổi về cái số lượng người dùng thay đổi về cái lòng tin của mọi người thay đổi về cái cách mọi người sử dụng không biết ta sẽ theo như thế nào các bạn nhưng mà thường cảm thấy là chúng ta đã gần đến cái mức đó rồi. Cái khoảnh khắc năm 2022 đối với Thuận nó đang dần dần tiến tới cho crypto. Các bạn thì sao? Các bạn comment bên dưới khi nào các bạn mới sử dụng Internet và tại sao các bạn nghĩ lúc đó Internet đã là hiện thực rồi. Các bạn hãy comment cái trải nghiệm của mình ở bên dưới. Trở lại thì chúng ta có thể nhìn thấy pre-market bây giờ thì cả ba điều đang xanh hiện tại. Chúng ta cả ba chỉ số đó thì có chỉ số Nasdaq Futures ở tăng 0.36% chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu ngày hôm nay thì cũng tăng nhẹ một chút các bạn nhưng mà cũng trong cái phạm vi là ổn định trong vòng một năm qua rồi là 74 đô 41 cent cho một thùng dầu hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy đã giảm một chút xíu nhưng mà vẫn trên 2.000 đô là 2.025 đô cho một ounce vàng crypto chúng ta bây giờ sẽ nói tới crypto các bạn à, hôm nay đó khi mà các bạn nhìn giá thì các bạn nếu như chỉ so sánh giá bây giờ so với ngày hôm qua Thì các bạn sẽ cảm thấy cũng không thay đổi nhiều Giảm khoảng chừng là 1% Nhưng mà thật ra hôm nay đã có lúc giá Bitcoin đã đi xuống tới mức là 38.500 đô Các bạn tiếp tục điều chỉnh thêm nữa Thì bây giờ là 39.578 Và cũng như là những ngày trước đây thường sẽ cùng nhau chia sẻ với các bạn những tin tức nổi bật Cũng như là tình hình chung của thị trường ra sao Và cập nhật về Bitcoin Spot ETF Thì chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một tài liệu on chain đi đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi on chain college cho bạn và người này nói là nếu chúng ta thấy giá tiếp tục có sự điều chỉnh thì chúng ta có thể đi tới cái mức nào kế đó thì cái mức kế tiếp mà chúng ta có thể quan tâm đến có thể là cái mức là 37.800 đô tại vì dựa theo tài liệu on chain thì đó là cái mức giá trung bình của những người mua ngắn hạn hiện tại và nếu như giá chạy về mức đó thì những người mua ngắn hạn họ có thể là tiếp tục thu mua để mà tích tủy thêm chúng ta sẽ chú ý đến mức là 37.800 đô điều thú vị tại sao mình chia sẻ với các bạn là cái mức 37.800 đô này cũng là cái mức gần giống như là cái ước tính bởi crypto trước khi mà có Bitcoin Spot ETF các bạn. Chúng ta đã biết là crypto nói là dựa theo lịch sử dựa theo tài liệu chain nên chúng ta có thể có một cái sự điều chỉnh khoảng chừng là 25% và nếu chúng ta tính 25% từ cái mức cao là 49.000 đô thì chúng ta ở đâu đó là khoảng 36.750 cũng không có khác nhiều so với cái mức là 37.800 đô các bạn. Thì chúng ta sẽ xem coi ở mức đó tình hình sẽ ra sao. Nhưng mà ngay bây giờ thì chúng ta đang chứng kiến Bitcoin ngày hôm nay ở mức là 39 9.623. tay đây khoảng chừng 3 giờ đó đã trở về mức 40.000 đô rồi các bạn nhưng mà đây là ngắn hạn mà thôi dài hạn đây các bạn cũng đã nghe thùng chia sẻ khá là nhiều rồi dài hạn thùng vẫn rất là bullish các bạn những gì xảy ra bây giờ có sự ảnh hưởng rất tốt dài hạn đối với giá cả của bitcoin nhưng mà đáng tiếc chỉ đáng tiếc là ngay bây giờ đây thùng không có tích lũy được nhiều các bạn tại vì bây giờ đã là gần cuối tháng 1 rồi thùng phải chuẩn bị để mà trả thuế cho năm dự rồi tại vì các bạn đã biết là ở Hoa Kỳ đây thì phải khai thuế trước ngày 15 tháng 4 và bây giờ đã giấy tờ thuế đã bắt đầu về rồi các bạn thùng sẽ phải bắt đầu tính tới chuyện trả thuế và nói tới thuế ở Hoa Kỳ đây, thì các bạn thấy là cục thuế trong năm nay họ đã để thêm một câu hỏi về crypto ở trong những cái đơn thay thuế các bạn trước đây đó họ chỉ đơn giản hỏi là trong năm vừa qua bạn có mua bán crypto hay là không thì bạn trả lời yes no nhưng mà năm nay đó họ hỏi chi tiết hơn họ hỏi là trong năm vừa qua bạn có nhận crypto mặc dù là cái số tiền các bạn nhận được là từ tiền thưởng từ staking hay là từ các bạn cung cấp dịch vụ được trả bằng crypto hay là các bạn mua bán crypto thì tất cả những hoạt động đó đều phải khai thuế hết các bạn và tính như là thuế thu nhập thì họ đã có cơ hội đó trong năm nay chứng minh là IS càng ngày càng quan tâm đến crypto các bạn vẫn còn một số người nghĩ là nhiều quốc gia sẽ cấm crypto câu hỏi là tại sao các bạn trong khi crypto có thể mang đến được lợi nhuận mang đến được thuế mang đến được công việc làm cho một quốc gia thì tại sao quốc gia lại cấm crypto các bạn và năm nào mùa thuế cũng có nhiều bạn hỏi Thuận là chia sẻ thêm về thuế ở Hoa Kỳ khai như thế nào. Đáng tiếc các bạn Thuận không phải là chuyên viên về thuế cho nên Thuận cũng không thể chia sẻ được. Và bản thân Thuận đó thì cũng có luật sư để mà khai thuế dùng cho nên Thuận cũng không có tự thay thuế. Tại vì nó cũng khá là phức tạp các bạn. Thuận có channel này rồi Thuận đi làm rồi Thuận có đầu tư riêng rồi Thuận có nhà cho mướn cho nên nó rất là phức tạp. Tới cuối cùng ra Thuần đã quyết định là đưa cho luật sư khai. Và nếu như bạn ở Hoa Kỳ mà có thắc mắc về thuế liên quan đến crypto đó thì các bạn cũng có thể lên dâu để mà tìm kiếm những cái nhân viên thuế hay là luật sư thuế họ chuyên về crypto thì họ sẽ giải đáp được cho các bạn. Thuần không phải là chuyên viên thuế cũng không có phải là CPA cho nên cái sự hiểu biết của Thuần về thuế cũng rất là có hạn các bạn và cái phần kế tiếp này thì muốn cập nhật với các bạn cái phần trăm bitcoin có lời dựa theo classno thì chúng ta cũng đã thấy được là với cái sự điều chỉnh giá thì chúng ta cũng đã có một cái sự điều chỉnh cho cái phần trăm có lời dựa theo classno các bạn hiện bây giờ mức là 78.3% phần trăm và điều mà chúng ta thường nói đến là các bạn cứ nhìn cái điều mà quan trọng hơn là giá cả điều chỉnh nhưng mà nó lại có cái tác dụng tốt đối với những chỉ số như thế này. Tại vì chúng ta thấy được là ngay bây giờ ở mức là 39.600 đô chúng ta có 78% bị khuyên có lời. Trong khi mà cái phần trăm có lời tương tự là lúc Hồi tháng 10 các bạn Ngày 20 tháng 10 lúc đó là gần 78% Thì giá Bitcoin chỉ có 29.681 đô mà thôi Thì điều chỉnh là một điều cần thiết Để chúng ta có một cái sự tăng trưởng bền vững các bạn Trong mùa bull market Bây giờ chúng ta hãy nói nói về tình hình của những bitcoin spot etf vẫn là cái đề tài nóng nhất hiện bây giờ các bạn thì chúng ta cũng đã có thống kê dòng tiền cho ngày hôm qua tại vì chúng ta phải chờ đến ngày hôm nay mới có các bạn thì đáng tiếc ngày hôm qua là một ngày mà chúng ta có cái dòng tiền rút ra tổng cộng là âm 87.5 triệu đô la các bạn chúng ta nhìn thấy được là những con số này đây là đại diện cho những cái ngày giao dịch các bạn tổng cộng chúng ta đã có 7 ngày giao dịch coi như hoàn tất hôm nay là ngày thứ 8 các bạn mặc dù là các quỹ ETF đó vẫn tiếp tục nhận thêm tiền vào dẫn đầu bởi BlackRock và tới Fidelity nhưng mà cái số lượng rút ra từ Grayscale đó quá nhiều và quá liên tục các bạn tuy nhiên kể cả khi mà các bạn tính cái phần bán ra từ Grayscale đó thì sau 7 ngày giao dịch vẫn có hơn 1 tỷ đô la vào những quỹ ETF cái con số này nó đã trừ ra cái số lượng bán bởi Grayscale rồi các bạn và chúng ta vẫn còn dư ra hơn 1 tỷ đô la con số cực kỳ nhiều chúng ta cứ nghĩ trở lại đi trước khi mà có Bitcoin Spot ETF thì chúng ta đã thấy được là có những cái ước tính là trong năm đầu tiên nên chúng ta có khoảng là 5-7 tỷ đô la đi vào trong thị trường này rồi chúng ta có Mike Norbert, lúc đó đưa ra ước tính là khoảng 10 tỷ đô la năm đầu tiên nhiều người nói là wow 10 tỷ nhiều quá nhưng mà chỉ sau 7 ngày giao dịch thôi chúng ta đã có 1 tỷ rồi các bạn cái tốc độ tích lũy bởi những quỹ này đó cực kỳ nhanh và một điều đáng tiếc là chúng ta vẫn tiếp tục thấy Grayscale bán rất là nhiều các bạn hồi sáng này đó thì uh, khiến cho nhiều người lo lắng là chúng ta lại tiếp tục thấy Grayscale gửi lên khoảng chừng mười mấy ngàn Bitcoin nữa các bạn ở mức là khoảng 662 triệu đô la nhưng mà sau đó thống kê trở lại đó thì Bloomberg cũng đã đứng chính là cái số lượng tiền rời khỏi GBTC ngày hôm nay là khoảng 515 triệu ít hơn so với ước tính là 600 mấy triệu chúng ta vừa mới nói tới và thấp hơn là ngày hôm qua và chúng ta sẽ chờ xem là chính quỹ ETF còn lại thu hút được bao nhiêu dòng tiền ngày hôm nay và một trong những điều mà chúng ta đã từng nói đến là những gì xảy ra với những quỹ này là ở trên sàn OTC thôi các bạn thì ai hiện bây giờ vẫn đang bán GBTC tại vì đó là cái mấu chốt hiện bây giờ dòng tiền đến từ những cái quỹ kia thì rất là nhiều các bạn đi vào những quỹ đó nhưng mà GBTC BTC bán ra thì cũng không có kém dẫn đến là chúng ta tiếp tục có thêm cái nguồn cung ở trên những sàn OTC chứ nếu không đó thì với tốc độ này tôi nghĩ là sàn OTC không còn bao nhiêu Bitcoin nữa đâu nhưng mà hiện bây giờ đó thì ai vẫn bán GBTC chúng ta cũng đang nói tới ngày hôm qua là FTX là một trong những đơn vị mà bán rất là nhiều sau khi mà chúng ta có Bitcoin Spot ETF thì bị họ bán cái tiền đó họ dùng để mà trả cho nạn nhân hay là kinh doanh FTX 2.0 chúng ta không biết nhưng mà họ đang bán rất nhiều GBTC thì họ cũng sẽ một lúc nào đó bán hết số lượng của họ Họ còn bao nhiêu Thì rất khó nói các bạn Tùy theo là các bạn đọc thông tin từ đâu Trên căn bản đó thuận đã nghe ngày hôm qua Nói là họ đã bán sắp hết Ngày hôm nay để chúng ta có một người là Invest Answers Các bạn không là một trong những người Nổi tiếng trong thị trường crypto này Thì Invest Answers Nói là ngày hôm nay Là cái ngày mà FTX đã bán hết Cái số lượng cổ phần GBTC của họ rồi có thật hay không đó, thì ngày mai chúng ta mới biết được các bạn. Tại vì uh, cũng đã nghe cái thông tin tương tự ngày hôm qua và có một số nguồn khác thì nói là cái số lượng họ bán đó là đã là 2 phần 3 còn 1 phần 3 nữa cho nên họ sẽ tiếp tục bán trong những ngày tới đây. Thì tới một lúc nào đó điều quan trọng là họ sẽ bán hết cái số lượng gbdc họ cần phải bán. Và chúng ta cũng có một đơn vị khác nữa có thể cũng đang bán Bitcoin các bạn đó chính là DCG. Các bạn đã nhớ là DCG là công ty mẹ của Grayscale. Chúng ta đã biết là người đứng đầu là Bear Shilberg. Trước khi mà có Bitcoin Sport ETF đó thì Shepard đã rời khỏi chức vụ chủ tịch của công ty Rayscale, có thể là nếu như không sẽ không có Bitcoin Smart ETF được thông qua các bạn thì DCG là công ty mẹ và họ cũng dính vào cái vụ liên quan đến Genesis bị phá sản tại vì công ty Genesis cho công ty Twill Capital mượn tiền và cũng dính dáng đến sàn Gemini các bạn đã nhớ cái vụ lùm xùm của cuối năm 2022 thì đương nhiên DCG bây giờ đó là công ty mẹ thì vẫn đang thiếu một số nợ và bây giờ đã có thể bán GBTC và người ta nói là một phần của cái số lượng cổ phần ở trong GBTC là thuộc về DCG công ty mẹ cho nên họ cũng có thể đang bán để mà trả nợ. Và thứ ba là một số nhà đầu tư bán vì cái phí cao cho nên họ bán GBTC mua những quỹ khác. Thì đây là ba đơn vị vẫn đang bán GBTC hiện bây giờ còn bao nhiêu lâu nữa thì không ai biết đâu các bạn nhưng mà nếu chúng ta chỉ nói riêng FTX đi giả sử như là họ chỉ bán có 2 phần 3 như là một số nguồn nói thì họ còn 1 phần 3 nữa và chúng ta đã biết là họ đã bán 7 ngày giao dịch liên tục rồi thì 1 phần 3 nữa đã còn khoảng chừng là 3 tới 4 ngày giao dịch nữa có thể là từ đây cho đến cuối tuần thì họ sẽ bán hết cái số mà họ cần bán các bạn nhưng mà điều quan trọng hơn đó là nếu như chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này được chia sẻ bởi Samson Mao một trong những cái yếu tố mà dẫn đến một số nhà đầu tư bán GBDC để mà nhảy qua những quỹ khác tại vì cái phí quá cao nhưng mà Rayscale có thực sự tính toán đúng rồi hay không tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là từ khi bắt đầu ngày 10 tháng 1 đó thì cái cột trên màn hình có nhiều màu các bạn nhưng mà mới đầu đó là cái màu xanh này là chiếm phần lớn tại vì sao các bạn tại vì lúc đó chỉ có Rayscale là có Bitcoin mà thôi nhưng quỹ kia thì chưa có họ phải tích lũy từ từ các bạn nhưng mà sau 7 ngày giao dịch chúng ta nhìn thấy được là càng ngày thì chúng ta nhìn thấy cái số lượng tiền trong thị trường này càng nhiều hơn. Cho nên chúng ta mới thấy được là cái cột ngày càng cao hơn. Nhưng mà điều quan trọng là những cái màu còn lại đó đại diện cho những cái quỹ như là của Arkinvest, của Bitwise, của Fidelity, của BlackRock. Thì ngày lại càng chiếm cái phần nhiều hơn các bạn. Chỉ sau 7 ngày giao dịch, họ đã chiếm gần như là muốn tới phần nửa của cái số lượng tổng Bitcoin trong những quỹ ETF rồi. Cứ tiếp tục như vậy đó thì... Grayscale có thể còn cứng rắn được bao nhiêu lâu nữa dựa theo Samsung đó thì không còn bao nhiêu lâu nữa đâu cứ tiếp tục như vậy để khoảng chừng một hai tuần nữa thì Grayscale cũng sẽ phải đầu hàng mà thôi nghĩa là họ sẽ phải giảm các phần trăm phí của họ xuống chứ nếu không đó họ sẽ không còn bao nhiêu Bitcoin nữa đâu tại vì cứ thấy họ đã tính sai rồi họ nghĩ là không nhiều người rời khỏi nhưng mà không ngờ có nhiều người rời khỏi như vậy chỉ trong vòng có 7 ngày giao dịch mà thôi Tuy không ai biết được là tới khi nào thì cái số lượng GBTC mới ngân bán tại vì nếu như mà chúng ta thấy cái số lượng GBTC ngân bán mà tốc độ tích lũy của những cái công ty còn lại vẫn như vậy đó thì cái số lượng tích lũy sẽ rất là kinh khủng các bạn nhưng mà không ai biết được nhưng mà Eric Bautunis của Bloomberg cũng đã có một bài bỏ phiếu các bạn hỏi là bây giờ cái số lượng Bitcoin rời khỏi GBDC đã khoảng chừng là 13% rồi. Thì bao nhiêu phần trăm nữa trước khi mà chúng ta thấy là cái số lượng của phần GBDC sẽ ngân bán. Và mọi người bỏ phiếu các bạn cũng có hơn là 8.600 người bỏ phiếu. Thì chúng ta nhìn thấy được là phần lớn mọi người bỏ phiếu là từ 35% tới 50% là 48%. Thì 35% tới 50% có nghĩa là chúng ta thấy là cái con số này, nói gấp 3, gấp bốn lần cái con số đã được bán rồi nếu như chúng ta nghĩ như vậy đó thì uh, chúng ta có thể thấy cái lực bán của gbdc sẽ tiếp tục trong dòng khoảng chừng một tháng hay gì nữa các bạn thì mới ngưng. tôi sẽ tiếp tục theo dõi và chia sẻ thêm tin tức với các bạn. Nhưng mà ngay bây giờ ra chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái số lượng Bitcoin được tích lũy bởi những người đầu tư thì vẫn đang tăng tốc lên các bạn. Mặc dù là có nhiều Bitcoin rời khỏi GBTC từ lúc mà bắt đầu tới bây giờ đã có 82.525 Bitcoin rời khỏi rồi. Nhưng mà những quỹ còn lại đó thì tích lũy còn nhiều hơn nữa các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là thống kê mới nhất của ngày hôm nay cho thấy BlackRock đang lưu trữ tới 39.925 Bitcoin. Kế đó là Fidelity các bạn, FBTC là 34.127 Bitcoin. Kế đó là chúng ta có Bitwise là 11.188 ARK Invest. Đứng hàng thứ tư là 10.680 và những quỹ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Tổng cộng không tính Rayscale đó thì những quỹ này chính quỹ còn lại đang lưu trữ 108.473 Bitcoin các bạn Con số rất là kinh khủng Để các bạn có thể hình dung được nó kinh khủng cỡ nào Thì các bạn có nghĩ đi Cái con số này trị giá là khoảng 4 tỷ 3 000, các bạn Và các bạn so sánh với một công ty mà gọi là cáo vôi cực lớn Thì đó chính là công ty MicroStrategy các bạn Công ty này trong vòng khoảng chừng là 2 năm mấy qua đó họ đã tích lũy tổng cộng là 189.150 nhưng mà trong vòng chỉ có 7 ngày giao dịch thôi cái số lượng được tích lũy bởi những cái quỹ ETF đã lên tới mức là 108.000 rồi các bạn hơn phân nửa cái số lượng tích lũy bởi MicroStrategy có nghĩa là trong thời gian ngắn thôi họ sẽ qua mặt cả MicroStrategy cho chúng ta thấy được là cái tốc độ tích lũy đã kinh khủng như thế nào cho nên cho dù là GBTC liên tục bán thì tốc độ tích lũy của chính quỹ còn lại cũng không có dấu hiệu chậm lại đâu các bạn và đương nhiên con số 108.000 này đã trừ ra cái số lượng bán bởi GBTC rồi cho dù là có nhiều cái nhu cầu có sự thành công như vậy nhưng mà nhiều bài báo và nhiều người chỉ chú tâm đến một điều đó chính là giá của BTC mà thôi. Và họ thấy là giá có cái sự điều chỉnh khoảng chừng 20% và họ lại nói là Bitcoin Smart ETF đã hoàn toàn thất bại. Không phải đâu các bạn, nó cực kỳ thành công. Những gì chúng ta nhìn thấy được giá cả phở ngắn hạn đó, đó chính là những cái cung và cầu ở trên thị trường hiện bây giờ. Có một số người chúc lời của hiện tượng Sell the News, có cái sự tăng trưởng năm ngoái đã là 150% rồi các bạn trên Bitcoin thì năm nay có một số một chút lời cũng không vừa là quá lạ các bạn chúng ta đã thấy có một cái sự tăng trưởng liên tục mà không có một đợt chút lời nào gọi là đáng kể cho đến bây giờ thì cho dù là có hay là không có Bitcoin Spot ETF chúng ta vẫn có thể chứng kiến một cái sự chút lời ở trong thị trường một cái sự điều chỉnh trong thị trường và ngày hôm nay đã JP Morgan họ đã xuống hạng cổ phiếu Coinbase các bạn thì họ là một trong những analyst một trong những cái nhà phân tích cổ phiếu Coinbase và trước đây đó cổ phiếu Coinbase đang đứng ở cái mức gọi là neutral nghĩa là trung lập thì bây giờ đó họ nói là cổ phiếu Coinbase bây giờ đã trở về cái mức gọi là underweight có nghĩa là cổ phiếu Coinbase đang bị yếu cân các bạn coi như là họ đã hạ cấp cổ phiếu Coinbase xuống lý do tại sao họ nói là tại vì Bitcoin Spot ETF là một cái sự kiện không thành công cho nên bây giờ cổ phiếu con base họ nghĩ là sẽ xuống tới cái mức là 80 đô từ đây cho đến cuối năm 2024 họ rất là bearish các bạn nếu như chúng ta nghĩ đến cổ phiếu của Coinbase hiện bây giờ là 126 đô họ nghĩ là cổ phiếu của Coinbase sẽ phải giảm khá là nhiều về 80 đô từ đây đến cuối năm chỉ vì đối với họ Bitcoin Smart ETH không thành công nhưng mà Thuận vừa chia sẻ với các bạn Cái suy nghĩ của Thuận thì nó cực kỳ thành công Nhưng mà ngay những lúc như thế này đó, Chúng ta lại nghe nhiều cái tin tức khác các bạn Chúng ta một lần nữa lại nghe thông tin về sàn Malgox Mới đầu năm thôi chúng ta lại có first về Malgox các bạn Gần 10 năm qua Các bạn đã biết là sàn này bị hack Đã gần 10 năm rồi Năm 2004 tới bây giờ và gần 10 năm qua thì năm nào chúng ta cũng nghe nói là họ sắp sửa trả tiền cho các nạn nhân Nhưng mà năm này qua năm nọ chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra Hiện bây giờ đó họ đang giữ là 142.000 Bitcoin 143.000 Bitcoin Cash Tại vì có sự hard fork năm 2007 Và khoảng chừng 510 triệu đô la để mà bồi thường cho những nạn nhân các bạn và chúng ta có một số những cái nạn nhân họ chia sẻ trên Reddit tức là họ nhận được những cái email như thế này các bạn thì những cái email này đó dựa theo các thông tin thì những email này là kêu những nạn nhân là xác nhận lại cái sàn mà họ sẽ sử dụng để mà nhận cái tiền bồi thường các bạn chứ không nói đến là khi nào mà bồi thường và thường những cái sàn mà được chấp thuận đó chính là những sàn như là Bitstamp hay là Kraken thì chỉ nhắc nhở mọi người là cần phải xác nhận và cần phải chắc chắn là kè Khao của mình trên sàn đó là chưa có bị đóng băng hay bị vấn đề gì hết thì đó là cái thông tin mà được chia sẻ rất là nhiều ở trên reddit các bạn nhưng mà không phải ai cũng nhận được cho nên chúng ta cũng không biết là khi nào họ mới trả nhưng mà chúng ta thấy được là một lần nữa ngay thời điểm bây giờ thì lại có những thông tin này dẫn đến nhiều người lo lắng hơn nữa thỏa thuận thì cũng tốt thôi các bạn năm nay họ trả cũng được luôn giao hết cho BlackRock và Fidel thì các bạn giao hết cho Phú Wall một lượt luôn các bạn. Hiện bây giờ đó chúng ta chỉ còn chờ là FTX bán hết GBTC của mình, DCG bán hết GBTC, Thợ Đào bán hết BTC, các HODL chốt hết lời, chính phủ Hoa Kỳ bán cái số Bitcoin của họ, rồi tới Mt. bán số 142.000 Bitcoin của họ luôn các bạn là chúng ta sẽ chưa the moon. Các bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn. <laughs> <laughs> thôi nó dạy các bạn mà thôi nhưng mà mỗi lần mà chúng ta thấy là tình hình không tốt đó thì lại có hàng loạt những tin tức xấu hàng loạt những cái thông tin chúng ta đã biết trước đây một lần nữa lại khiến cho nhiều bạn lo lắng và cũng ngược lại khi mà giá lên đó, thì chúng ta thấy được là cứ có thông tin tốt tiếp tục khiến cho giá tăng trưởng và lúc mà giá lên thì biết bao nhiêu người nói là ước gì giá có sự điều chỉnh 30% hay gì đó để có cơ hội tích lũy thêm. Nhưng mà khi mà giá điều chỉnh thì nhiều người lại bắt đầu lo sợ các bạn và chúng ta lại thấy nhiều tin tức phết được chia sẻ trên thị trường. Đó là về Bitcoin Còn về Orcoin ngày hôm nay thì sao các bạn Tổng số thị trường đó thì chúng ta thấy được là ở Mức là hơn 1,6 nghìn tỷ Thì ngày hôm nay đó tuy là so với ngày hôm qua Giá của Bitcoin không có thay đổi nhiều các bạn Tuy đã có một cái sự giảm xuống Nhưng mà tới mức bây giờ thì giảm khoảng chừng là 1% So với hôm qua mà thôi Nhưng mà phần lớn khôi vẫn tiếp tục là một màu đỏ các bạn tiếp tục có sự điều chỉnh các bạn nhìn thấy được trong vòng một tuần qua thì những altcoin cũng khá là đỏ các bạn hầu như là hơn 10 15 phần trăm hết và nói tới phần còn lại của thị trường đó thì một trong những cái mà nhiều người đang quan tâm đến đó chính là Ethereum Spot ETF có được thông qua hay là không được thông qua các bạn đã biết là cái hạn chót của Ethereum Spot ETF à, tôi nhớ là cho cái quỹ phải đeo điện hay gì đó là khoảng chừng tháng 5 của năm nay Nghĩa là còn khoảng chừng là 4 tháng nữa Rồi cái quỹ của BlackRock ta phải đợi tới tháng 7 hay gì đó Thì nói chung là trong năm nay chúng ta sẽ có một cái quyết định đến từ SEC Cho những cái đề xuất liên quan tới Ethereum Spot ETF Một số người Tuy theo các bạn hỏi ai, một số người thì nói là đương nhiên sẽ được thông qua rồi. Tại vì lý luận cũng tương tự khi mà chúng ta đã thấy tại sao mà SEC phải cho thông qua Bitcoin Spot ETF tại vì họ đã cho thông qua Bitcoin Futures ETF. Thì cũng tương tự, Ethereum cũng đã có Ethereum Futures ETF được thông qua bởi SEC. Thì bây giờ đương nhiên cũng phải có Ethereum Smart ETF rồi. Một số người này nói là không đâu, SEC bây giờ đó là đang không chấp thuận bất cứ cái gì ngoài trừ Bitcoin và chủ tịch giao ra rồi của nó nói rất là rõ rồi cho nên sẽ không có chuyện họ cho thông qua Ethereum đâu tại vì Ethereum nó có kết cấu và cái vị thế thị trường nó đã khác đối với lại Bitcoin tính thanh khoản cũng khác luôn cho nên không có lý do gì mà họ cho thông qua trong năm nay có thể là phải đợi một thời gian nữa nhưng mà nhiều người nói là đừng có quên BlackRock là một trong những công ty mà đang chờ đợi để có Ethereum Smart ETF và chúng ta cũng đã biết là khi nói tới BlackRock đó thì chúng ta đã thấy được là cái tỷ lệ được phê duyệt của họ cái này đã là tháng 12 rồi các bạn chúng ta vừa có update mới nhất đương nhiên chúng ta thấy được là bây giờ tỷ lệ được phê duyệt của BlackRock là 576 trên 1 các bạn có nghĩa là trong lịch sử của BlackRock đó họ chỉ bị từ chối một lần mà thôi và chúng ta cũng đã từng nói đến là khả năng khi mà họ đệ đơn thì cũng thấy họ đã có cái phần thắng trong tay rồi cho nên họ mới đệ đơn của Bitcoin Spot ETF và cuối cùng thì đúng là như vậy các bạn họ đã được thông qua và chúng ta cũng có một lời phát biểu nữa các bạn lời phát biểu này đó là đến từ ủy viên Hester Pierce của SEC một trong những ủy viên ủng hộ crypto tại SEC và trong cái cuộc phỏng vấn này thì Hester Pierce đã nói là SEC sẽ không mắc phải sai lầm giống như là khi xem xét Bitcoin Spot ETF Chúng tôi sẽ làm theo quy tắc xưa giờ một cách công bằng khi mà xem xét Ethereum Spot ETF mà không cần một tòa án phải chỉ dẫn chúng tôi phải làm gì. Và để trích dẫn từ ra thì bà nói là đó không phải là cách mà chúng tôi sẽ duyệt các đơn đăng ký. Chúng tôi không nên cần một tòa án phải bảo chúng tôi rằng cách xử lý của chúng tôi là đã tùy tiện và không nhất quán và đây cũng là lý do tại sao mà Gary sẽ phải cho Bitcoin Spot ETF thông qua tại vì tòa án nói là tại sao lại không được thông qua khi mà đã có Bitcoin Futures ETF rồi thì đây là cái sự chia sẻ đến từ Hester Pierce nói chung ngay bây giờ đối với thuận thì hầu như 50-50 các bạn đối với Bitcoin đó thì nhiều người có lòng tin hơn là sẽ được thông qua đối với Ethereum thì nhiều người nói là có thể là sẽ được thông qua nhưng mà không phải năm nay khi nào mà có thêm tin tức thuận sẽ chia sẻ với các bạn Ngoài trừ những cái tin này ra chúng ta cũng có một cái tin tức đến từ Thụy Sĩ các bạn Chúng ta có một công ty gọi là Taurus tại Thụy Sĩ Công ty này đã được ngân hàng Deutsche hỗ trợ và nhận được sự chấp thuận để cung cấp token hóa chứng khoán cho khách hàng nhỏ lẻ sau khi mà nhận được sự chấp thuận từ cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ hay gọi là FINMA thì ngoài các khách hàng tổ chức và chuyên nghiệp hiện có người dùng nhỏ lẻ bây giờ như là những người dùng thuộc và các bạn đó, thì có thể tạo tài khoản trên Taurus để giao dịch những tài sản luật số cũng như là token hóa chứng khoán cái này cũng không có gì gọi là quá lạ đâu các bạn tại vì chúng ta lại biết là những công ty forward thì họ cũng đang hướng tới là thu kinh hóa tất cả tài sản tại vì nó sẽ mở rộng ra cái nguồn vốn từ trên thế giới các bạn khi mà mọi thứ được thu kinh hóa và nó dễ kiểm soát hơn chúng ta cũng có một cái sự kiện các bạn sự kiện này là xảy ra ở trên sàn OKX thì hồi sáng này đã có một cái thời gian ngắn theo thông tin thường nhận được là trong vòng khoảng chừng 3 phút mà thôi giá của token OKB đã, giảm nhanh các bạn từ mức là khoảng 50 đô la giảm xuống chỉ còn có 39 đô 31 cent dựa theo tài liệu từ CoinMarketCap nhưng mà ở trên OKX đã giảm còn nhiều hơn nữa các bạn trước khi mà có cái sự hồi phục trở về mức là 48 đô la hiện bây giờ thì cuối cùng OKX cũng đã đưa ra một cái cập nhật các bạn thì OKX nói là họ sẽ bồi thường cho những người dùng đã gặp tổn thất do thanh lý bất thường. Thì thông tin từ OKX là vào lúc khoảng chừng 9 giờ 7 phút sáng UTC vào ngày hôm nay, giá của OKB đã giảm xuống từ 50 đô 69 cent xuống còn có 48 đô 36 cent mà thôi và khiến cho nhiều lệnh margin bị thanh lý tự động. Kết quả là cái số lượng xuống như thế này đó thì không phải là nhiều các bạn chỉ xuống có khoảng chừng hai đô mà thôi nhưng mà đã khiến cho nhiều lệnh bị thanh lý dẫn đến trong vòng khoảng chừng 3 phút đó thì uh, token OKB đã giảm xuống tới mức chỉ còn có 25 đô 10 cent mà thôi trước khi mà thị trường ổn định trở lại ở mức là khoảng 48 đô la và chúng tôi hiểu rằng tình hình này là bất thường và xin lỗi những người dùng bị ảnh hưởng đây là cái thông điệp đến từ OKX chúng tôi sẽ bồi thường cho những người dùng gặp tổn thất do bị thanh lý bất thường bao gồm có những người mà dùng những sản phẩm như là vay linh hoạt là flexible loan hay là margin trading hay là multi currency trading products những người này sẽ nhận được cái kế hoạch bồi thường chi tiết trong vòng khoảng chừng là 3 ngày các bạn đây là cái thông tin mình gì mà nhiều bạn cũng hỏi thuận cho nên tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn những gì đã xảy ra liên quan tới token OKB ngày hôm nay và chúng ta cũng có một số những cái thông tin đáng lý thuận chia sẻ ngày hôm qua nhưng mà hôm qua cũng có nhiều thông tin quá các bạn cho nên thuận dành để mà chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục có sự tấn công đến từ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren các bạn và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đưa ra hai cuộc tấn công thứ nhất là nói về những cái băng đảng ở Mexico đã dùng crypto để mà rửa tiền và thứ nhì là thượng nghị sĩ Warren đã dùng một cái báo cáo các bạn đây là một cái báo cáo đến từ văn phòng kiểm toán chính phủ Hoa Kỳ hay còn gọi là USGAO và đã dùng cái bản báo cáo đó nói là thấy chưa chúng ta tiếp tục thấy là tiền kỹ thuật số crypto sử dụng phần lớn cho những cái việc phạm pháp cho nên chúng ta cần phải có một cái luật và mọi người phải ủng hộ cái luật của tôi thì để thường chia sẻ để các bạn hiểu thêm tại vì sau khi mà được chia sẻ đó thì các bạn nhìn thấy bên dưới này đã có một cái gọi là community note có nghĩa là ghi chú từ cộng đồng các bạn mỗi lần mà có ai đó đăng cái gì mà không chính xác đó thì ở trên Twitter chúng ta sẽ có những người Họ sẽ ghi chú lại ở bên dưới để cho mọi người hiểu hơn là những gì được chia sẻ không hoàn toàn đúng sự thật thì những gì được chia sẻ bởi Community Notes các bạn để thường chia sẻ để đều còn hiểu rõ hơn là thượng nghị sĩ Warren nói là một báo cáo mới của văn phòng kiểm toán chính phủ Hoa Kỳ xác nhận là các quốc gia bất hảo đang sử dụng crypto để chống tránh các lệnh trừng phạt và làm suy yếu an ninh quốc gia của chúng ta. Kế đó đó thì bà nói là đã đến lúc crypto tuân theo cùng một quy tắc chống rửa tiền như là mọi tài sản khác và tôi đã có một dự luật để thực hiện điều đó. Sau đó đó chúng ta nhìn thấy được bên dưới này là ghi chú từ cộng đồng thì ghi chú nói gì? Ghi chú nói là báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền quốc gia của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2022 khẳng định là tiền tệ thông thường là phương tiện ưa thích cho các tội phạm tài chính nghĩa là tiền mặt các bạn, tiền mặt mới là phương tiện được sử dụng nhiều nhất hiện bây giờ đương nhiên là các bạn sử dụng crypto đó thì sẽ để lại nhiều dấu vết các bạn tất cả đều on chain hết trong khi mà tiền mặt thì không có dấu vết gì hết các bạn các bạn cứ nghĩ đi tiền trong túi các bạn các bạn có biết tiền đã đến từ đâu hay không nguồn gốc là gì trước đó người ta sử dụng tiền đó làm gì các bạn hoàn toàn không biết cho nên không có bất cứ một lịch sử nguồn gốc gì hết các bạn đó là phương tiện được yêu thích nhất của những tội phạm cộng đồng x một lần nữa để giành chiến thắng này các bạn và thượng nghị sĩ Warren một lần nữa đã cố gắng làm lạc hướng của dư luận. Điều mà bà không muốn bạn biết khi mà chúng ta nói đến cái phần mà bà đề cập đến là crypto được dùng để mà rửa tiền cho những băng đảng ở Mexico đó thì các bạn có biết là trong những năm trước đó các băng đảng ở Mexico đã rửa tiền gần 900 triệu đô la thông qua ngân hàng HSBC các bạn và các chuyên gia được mời tới phiên điều trần quốc hội cũng đã nói rõ các bạn đã nhớ là khi chúng ta nói tới chiến tranh ở trung đông đó thì những chuyên gia mà họ chuyên về theo dõi nguồn tiền họ đã đến quốc hội và chính người đó đã nói rất rõ ràng là crypto chiếm một phần cực nhỏ trong những giao dịch phạm pháp các bạn đương nhiên chúng ta không ủng hộ các hoạt động bất hợp pháp nhưng mà nếu như mà thượng nghị sĩ warren thực sự muốn chống rửa tiền như là bà nói thì tại thời điểm này Trọng tâm phải là ngân hàng chứ không phải là crypto các bạn. Và không chỉ riêng là cộng đồng X, không chỉ riêng là những người trong thị trường crypto này chỉ trích thượng nghị sĩ Warren, mà các bạn có thể nhìn thấy được là ngay cả thượng nghị sĩ Lomus cũng đã chỉ ra được là hey, những gì mà bà nói đó thì đang cố gắng bẻ công sự thật tại vì ngay cả cái báo cáo đến từ văn phòng kiểm toán chính phủ Hoa Kỳ đó các bạn nhìn thấy được là đây là trích dẫn đến từ một người tên là Taylor Boy thì ông cũng đã trích dẫn ra những cái gọi là quan trọng trên báo cáo này thì đều cho thấy được ngay cả bản báo cáo mà bà đọc liên quan tới kiểm toán của chính phủ Hoa Kỳ đó đều cho thấy được crypto là một phần rất là nhỏ phần lớn được sử dụng bây giờ là thông qua hệ thống ngân hàng, thông qua tiền mặt hiện bây giờ. Đó mới là nguyên nhân, nhưng mà không các bạn, bà nghĩ là nhiều người sẽ không đọc những cái báo cáo đó cho nên bà sẽ sử dụng những báo cáo đó theo ý thích của bà. Và hôm nay đây chúng ta cũng có một cái lá thư, lá thư này đã, đã được ký bởi rất nhiều người các bạn, nhưng mà chủ yếu hai người nổi tiếng đó chính là dân biểu Patrick McHenry, người này cũng là chủ tịch của quỹ ban dịch vụ tài chính ở Hạ viện và đương nhiên thượng nghị sĩ Lumus chúng ta vừa nói đến thì hai người này đã cùng nhau ký cùng với một số những cái dân biểu và thượng nghị sĩ khác gửi một lá thư cũng đến cái văn phòng kiểm toán chính phủ Hoa Kỳ nói là có một cái luật đã được thông qua năm ngoái nhưng mà cái luật này đó là khiến cho nhiều những cái ngân hàng những cái công ty tài chính họ không có lưu trữ bịch khoi được nhưng mà cái quy định này chưa được thông qua Bộ quốc hội cho nên bây giờ kêu gọi là văn phòng kiểm toán chính phủ Hoa Kỳ nên suy nghĩ lại và không áp dụng cái luật đó đối với lại những cái công ty tài chính gọi là trust các bạn những công ty nhỏ và chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ Sentiment thì Sentiment họ cũng đã tính cái gọi là GitHub commit các bạn thì đây có nghĩa là mã nguồn được cập nhật vào trong GitHub GitHub là nơi mà lưu trữ những mã nguồn cho uh, những cái dự án các bạn Sentiment dựa vào đó để mà xếp hạng coi coi dự án nào có nhiều hoạt động đến từ những cái nhà lập trình nhất thì chúng ta thấy được là xếp hạng của Sentiment dự án trong vòng 30 ngày qua mà có nhiều hoạt động đến từ những developer nhất đó chính là Cardano kế đó chúng ta có hạng thứ hai là hòa nhau giữa Polkadot và Kusama. Kế đó thứ tư là Optimism, thứ năm là Status, thứ sáu là Hedera, thứ bảy là Cosmo, thứ tám là Definity ICP, thứ chín là Chainlink, và cuối cùng là Ethereum các bạn. Thì nói chung đó, chỉ sử dụng GitHub Commit thì cũng không có nói lên được tất cả đâu các bạn. Tại vì có hoạt động nhưng mà những cái mã đó được nạp vào là những cái cả tiếng như thế nào nó có quan trọng hay là không. Nhưng mà đây cũng là một cách xem coi là những cái dự án nào đã không có hoạt động nữa trước đây. Nhưng mà để tính coi dự án nào mà có nhiều hoạt động thì chỉ sử dụng GitHub Commit cũng không đủ đâu đó với Thuần. Cái thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là công ty Terraform đó có một cái sự bất ngờ là họ đã khai bảo vệ phá sản ở Hoa Kỳ các bạn và đây là cái đơn khai bảo vệ phá sản của họ thì uh, trong cái đơn này đã họ nói là cái số lượng tài sản họ có với lại cái số lượng nợ họ có đó là gần như là bằng nhau thì tại sao họ lại muốn khai bảo vệ phá sản mọi người bây giờ vẫn chưa có rõ các bạn tại vì chúng ta biết là theo Formlabs là cái đơn vị đứng sau lưng để mà phát triển UST và phát triển Luna trước đây các bạn và cái công ty này cũng đang ra tòa với lại SEC có thể là tại vì họ khai phá sản bây giờ tại vì họ nghĩ là họ sẽ thua kiện với SEC tại vì các bạn đã biết là trong tất cả những dự kiện đó thì tới cuối cùng đã có một vụ kiện mà thẩm phán thường nhớ là thẩm phán Rakov đã nói là bốn token trong vụ kiện này đều là chứng khoán hết thứ nhất đó chính là Luna thứ hai đó chính là UST thứ ba đó chính là Rap Luna và thứ tư là Mir Protocol các bạn và cả bốn cái token này đều là chứng khoán, đều là hợp đồng đầu tư tại vì có theo phong lab đứng sau lưng các bạn và họ đứng ra để mà đảm bảo, đứng ra để mà chứng ngang như đầu tư là họ sẽ có được lợi nhuận là khoảng 20% khi mà stake UST các bạn. Và đương nhiên, Do Kwon cũng là một trong những người mà liên tục quảng bá và đứng ra giống như là có cái sự đảm bảo đó với nhà đầu tư thì có thể là vì họ không muốn đóng phạt gì đó thì cũng không đành nữa các bạn nhưng mà một điều thú vị là họ đã khai bảo vệ phá sản ngay trước khi mà docon chuẩn bị bị dẫn độ về Hoa Kỳ và ước tính vào khoảng tháng 3 các bạn khi bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx, Binance, AlignX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn